Alo, alo, 1 2 4 test mic, alo, 1 2 4 alo. Hello anh em, hello anh em, alo alo 1 2 alo, test mic, test mic, test mic, test mic. Hả? Rồi cái ba ngoài kia ông ấy thì ba không có nghề luôn. Cầm không quay luôn. Cầm không quay luôn đâu. Ai quay? Hải không? Chấp cái đầu hồi nó mát đấy. Cho nó làm gì? Chấp là mát không? Nó phải không biết cái phím vàng đâu rồi. Để mẹ kéo này mà thua rồi mình để có mẹ cầu đi thầu à. Ê mưa mưa mưa, lấy thầu phím này. Mưa mưa mưa. Thầu thua là cái chữ. Lấy thầu phím này. Phí vàng mình mang về rồi. Holman. Yuri. Rogan. Alamaz. Rogan. Alamaz. Yuri. Yuri. Alamaz. 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 Holmes. Yuri. Zokanta. Alamaz. Zokanta. Holmes. Alamaz. Zokanta. Alamaz. Zokanta. 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 Zokanta.
Thomas. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Bao nhiêu? Để là về sớm lắm rồi. Yes. Ờ, quay chưa, quay chưa, quay chưa? Quay đi, quay đi. Quay mượt vào nhá. Hello anh em, hello anh em. Rồi, một lời chào mừng tất cả anh em đã có mặt tại luồng livestream sân khách của thủ tiểu bàn thầu trong buổi sáng ngày hôm nay. Ok, tạm thời đã, tí nữa chào sau. Ok, 78 à? Phô xăm nhá. Thầu là phô. Bì là xăm. Xe ngay, dính ngay xe cái này. Ok, xe vào cho son. Đó, xẻ là người cầm xe, còn U98 là người cầm cho son. Yes. Yes, yes. Mấy xe đấy đi ơi. Ok ok, cứ đánh thôi. Câu trả lời của Bi là cứ đánh thôi, tính sau. Đó, quay trở lại mảnh máy nào. Ờ, anh em check em từng game từng mic có ổn không anh em nhá, đã ổn hay chưa. Và đây là mảnh máy của Phone Asian trong tay tiểu bàn thầu. Một trận đấu mà BB là người cầm Samorian, thì bên kia là Sen và cho son. Hỏi mong trận đấu đầu tiên cũng như trận đấu tiếp theo thì quần bài nó sẽ vẫn sẽ ủng hộ em thủ của BB Club thôi.
Đó, hôm nay là hai bộ đôi mạnh nhất của hai clan, BB Club và Sparta. Bên phía chúng ta đội ra quân gồm có BB Tiểu Màn Thầu, phía bên kia thì Chim Sẻ Nắng và U98. Rất mong em hãy để lại những nút like và những lượt chia sẻ ủng hộ cho Tiểu Màn Thầu cũng như BB trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất cảm ơn anh em và chúc tất cả anh em có một buổi sáng xem kèo vui vẻ. Ở bài xăm này thì có một bầy hiêu đầu rồi, gỗ đầu tạm ổn. Có gì đó nó chưa ổn thì anh em chat đồng chat giúp em để fix lại nó bượt mà luôn anh em nhé. Tiếng game đã ổn đấy chưa? Có to nhỏ các kiểu hợp lý hay chưa? Rồi đôi vòi và hiêu đầu, một đồ ăn nữa đó. Một đồ ăn nữa đủ dành cho bài Samoria này. Ở đây là máy của Tiểu Màn Thầu, người cầm phô. Em đang dùng hai dân đá một bầy hiêu 6 con về. Có thêm quả phụ kìa. Có thêm quả phụ cho bài Phonesia này rồi. Thế nhà là khá gần nhau. Rồi anh em like chia sẻ mạnh mẽ giúp em anh em nhé. Like chia sẻ trang cá nhân và những trang hội nhóm mà anh em tham gia để tăng cái tương tác cho group live stream này là hơn nữa đi nào. Ok nào, con Hiếu đã về rồi. Rồi một bài Phonesia rừng rú nó cũng không được ổn cho lắm. Bên kia là xe của Cho So. Lựa chọn đội bạn sẽ là như thế nào đây? Đặc biệt là Chim Sẻ Nắng là người cầm xe nữa. Không có vòi dành cho bài Phonesia này. Quay trở lại BB một trận đấu mà BB sẽ là người đánh chém thôi. Với thế nhà này, với thế nhà này thì có lẽ BB sẽ là người đánh chém thôi. Có con vòi thứ nhất về và sẽ là con một trận đấu B3 vòi này. B3 vòi. Một đồ ăn nữa nào, ít nhất là một bầy hiêu nữa để cho BB có thể cơ cấu ép đời tốt trong trận đấu này. Phía bên kia là Chim Sẻ cặp cùng 98. Sẻ thì auto khỏe rồi, và 98 thì cứ cặp cùng với Sẻ thì lại càng khỏe hơn. Cộng đam đấy. 98 cứ cặp cùng Sẻ là cộng đam. Còn hai ông này thì bi thầu. Cặp cùng nhau thì người ta bên kia thì cộng đào, bên mình thì cặp cùng nhau chứ. Bao giờ đầu kèo cũng bảo lại cặp cùng thằng này rồi. Còn lúc xong kèo thì thôi đừng ám nhau nữa, chia tay đi. Đấy, bao giờ cũng là như vậy. Ở 4 voi nhá, 4 voi. Ở dần xăm. Ở bài thầu thì có hai hiêu và một bãi quả phụ đồ 4-5 cây. Một trận đấu mà bài Phonesia này được đánh giá là tạm ổn về đồ ăn. Còn thế bài thì là không đẹp. Thế nhà không đẹp, rừng không khung. Đầu cánh với Tiểu Màn Thầu đó chính là Chim Sẻ Nắng, người cầm xe. Tôi thấy con xe giò đổi sang cái chấm mồ bài kia rồi. Tiểu này xem cánh bên này, cánh bên kia của Samorian sẽ là Cho Son. Đây à, tiếng game nhỏ quá anh em. Tiếng game nhỏ quá anh em, thấy tiếng game nhỏ em nhờ. Cứ bình tĩnh em ơi, cứ bình tĩnh, tí nữa sẽ bù lụa thôi. Ok, em tạm thời cho to tiếng game lên một chút. Ở con giò đã có Samorian, tôi tin là Samorian sẽ xử lý gọn ghẽ nhà cho so đủ 98 thôi. Cầu tiếp con vòi thứ 5 về. Một trận đấu mà lực ép đời của B cũng bình thường với 4 vòi và 1 bầy hiêu. Cầu giáp đầy đủ dành cho con giò. Và liệu nhà U98 có phải hướng 6 giờ hay không? Ok, tiếng game nhỏ em cho to tiếng game một chút anh em nhé. To một chút. Bích to quá. Có lẽ lúc nãy thì điều chỉnh cho em để em check lại. Đây là vị trí bãi vàng của 98 đây. Ôi, chưa kịp bò tới từ 98. Một tuần vé hay dành cho BB. Ở 98 cũng có giò rồi. Cũng có giò tới từ cho so này rồi. Một bãi vàng xấu dành, à, vàng xấu này.
rất khó để 98 thể bảo vệ. Em thấy vẫn lọt kìa, vẫn lọt. Chúng ta là người lên đời sớm hơn, lên đời sớm hơn như BB. Họ chết giò mất rồi. Đây là tiểu bàn thầu, một trận đấu mà thầu đánh cung bên kia hai chém. Ô, quay trở lại tất cả anh em nào, quay trở lại tất cả anh em nó bị chim sẻ đi nắng đi vào thằng này 22 tới từ tiểu bàn thầu thôi. Mặt này vẫn đang bò ruộng đây. Một trận đấu mà nhúng như tôi nghi ngờ thì bên kia là người đánh hai chém. Cánh này thì tạm thời thì tiểu bàn thầu đang khó thở cho chim sẻ. Bên kia thì BB cố gắng giết nhanh U98 đi sang kết hợp quân với tiểu bản thầu nào. Có thủ phủ nhà tới từ BB, một tơn tạt sang nhà của chim sẻ nắng, bãi gỗ vẫn chưa bò kìa. Có lạc đà thủ ở nhà rồi. Ở tướng game thì sau trận em sẽ xem lại nha anh em nhá. Sẽ xem lại nhá. Quay trở lại tiểu bàn thầu nào, thầu vẫn đỗ nhà ổn thôi. Polisia nhiều gỗ cứ thế về em đỗ nhà. Một trận đấu mà rừng rú nó không được ok cho lắm. Cùng giờ thầu có công nghệ gì chưa, có rác này chưa. Tạm thời thầu mới chỉ sóc 3 nhà BA thôi, cứ sóc đều 3 được như lên đàn nào. Ồ, sẻ không để ý kia, sẻ không đi, quay trở lại chém tới từ chim sẻ. Ồ, đúng, lên sóc, lên sóc, lên dốc nào. BB nào, B29 công phu sang nhà của xe. 98 thì cũng yếu thôi. Trận đấu 98 là người cầm cho Son đối đầu với Summer. Ở đầu Summer thì hơi khó, 98 có thể đỡ được. Đây là bãi ruộng chim sẻ, ở có cùng giờ rồi. Ở lọt ruộng tới thì chim sẻ đáng một thế trận đang yêu nghiêng phía các game thủ của B Club rồi. Thế trận vẫn đang yêu. Bùng ruộng chính tới từ chim sẻ. Ồ, một tờ tạt sang thì U98 tôi nghĩ tôi này không làm được cái gì đâu. BB có phù ở nhà rồi. Đã có phù nhà tới BB rồi, phù 1, 2, 3. Hai con đi không? Được. Rồi, hai con nào. Một con cũng gọi là tạm được thôi. Không phù được hai con từ đây. À là vẫn là 27 đây, BB lượng lực đang ổn. BB vẫn còn nguyên ruộng, nguyên gỗ và nguyên vàng. Tiểu bàn thầu đâu? 38 tới tiểu bàn thầu. Còn bài đánh hỗn đà tới từ chim sẻ đáng. Lượng quần của chim sẻ cũng không phải là quá đông đâu. Chất quần thì ngang nhau rồi, cùng giờ phô và cùng giờ xe. Thế nhà sẻ xấu nhá, trận đấu thế nhà sẻ xấu. Sẻ đánh chém từ ban đầu và chuyển cung, lượng quần của sẻ cũng không phải là quá đông. Rồi giật lùi lại một chút, giật lùi lại một chút nào. Lùi lại một chút, hit đèn rạt cho tốt nào. Chim sẻ đang dần hết quần rồi. Đang dần hết quần tới chim sẻ rồi, tiếp tục sổ quần lên nào. Bốn nhà BA nhưng hiện tại thì thầu sóc không đều lắm. Ở điều giờ một chút, điều giờ một chút. Đây là vị trí nhà quần của chim sẻ. Lượng quần của thầu là đông gấp 3 lần chim sẻ. Thì chim sẻ đỡ kiểu gì đây. Họ sẻ đang cố gắng giả quần và đỡ nha. Bây giờ có lẽ là một lờ tầm 3 tới từ chim sẻ rồi. Ôi, chim sẻ là người đi sai. Trận đầu tiên nó khá nhẹ nhàng với tỷ số 1-0. Em đợi một chút để em xem lại cái tiếng game nhé. Ồ, quay quân nào, quay quân nào, quay quân nào. Ờ, tại sao tiếng game lại nhỏ nhỉ? Ờ, giờ chỉnh rồi mà thì nhỏ hơn vẫn nhỏ. Rồi, xung quay đi em ơi. Được gọi là 18 và 10 với các bạn thôi.
Một vài đấu mà Maxi đang khá ổn ở trận này, chúng ta đến với màn hình máy của những thủ lô đen thôi nha. Quay Hải ơi. Rồi mở 8 và 10 có sen rồi. 8 và 10 xăm sen của bên kia là Baby và Yamato. Ok ok. Rồi của bên phải thì Tiểu Bàn Thầu là người cầm số 8, đó chính là Samoria. BB là người cầm sen số 10. Phía kia thì Chim Sẻ Nắng là người cầm Baby số 3. Và số 11 U98 là người cầm Yamato. Rồi đây là mảnh máy của BB, người cầm xe. Rồi thế sắp xếp nhà nó hơi dị, liệu có kẹp xăm hay không. Fix map rồi, có lẽ thì không có kẹp xăm đâu. Thế nhà đối bạn thì có thể là rất gần nhau đấy. Đây là bãi quả đầu tới từ xe. Còn đây là Tiểu Bàn Thầu, người cầm Samoria, một bãi quản hơi dốc dích một chút. Gỗ đầu là có những cây gỗ 75 đây rồi. Rồi anh em đã thấy tiếng game tiếng bích ổn chưa anh em nhờ? Em đã thấy tiếng game tiếng bích ổn đấy chưa? Một cái đấu mà theo cá nhân em đánh giá ấy, nó cũng chỉ là cần thôi. Không biết thì cái đánh giá của anh em trên khu chat này như thế nào. Đánh giá khu chat anh em với cặp đi thầu sẻ của 98 này như thế nào. Theo em thì là cần. Ở đây là bầy hiếu 5 con tới từ Samoria. Một trận đấu lựa chọn chúng ta sẽ là nào, sẽ là như thế nào. Ai là người đánh chém và ai sẽ là người đánh cung đây. Bên kia là Baby và Yamato. Rồi, cảm ơn anh Hải Bùi đã tặng sao thầu nhá. Rất mong em tiếp tục like và chia sẻ ủng hộ cho Tiểu Bàn Thầu cũng như là BB trong buổi sáng ngày hôm nay nào. Tiếng game vẫn hơi nhỏ anh em. Hình như là cây này tiếng game nhỏ rồi. Ok, cho to tiếng game lên một chút nữa. Ok anh em nhá, cho to tiếng game lên rồi. Cái cây này có lẽ là nó nhận tiếng game hơi nhỏ rồi. Em chỉnh như bình thường mọi hôm, mà hôm nay lại nhỏ. Đây là BB. Đây là BB người cầm sen, xe bài sen có gì rồi. Sen có hiệu đầu bầy hiệu phụ. Dừng rú nó gọi là bình thường rồi cho bài sen này. Đây đồng S đây ăn chung với bầy hiệu và dừng luôn. Của bầy hiệu này cũng chỉ là 4 con thôi. Xin thêm đồ nào. Ờ như vậy là ok rồi à. Ok anh em nhá. Anh em có thấy thế hợp lý thì anh em chat trong chat giúp em. Quay trở lại Tiểu Bàn Thầu. Thầu là có con voi về. À đây 3 voi rồi. Có ý nhất là 3 voi dành cho bài Summer Ian này. Duy nhất là 3 voi, vị trí kia có thêm được một con voi nữa hay không? Nếu có một con nữa thì sẽ là 4 voi. Map này là map có xẻ giò. Ôi, thôi, 5 voi nha, 5 voi nha. Ít nhất là 5 voi dành cho bài Samoria này rồi. Thấy thêm đôi voi ở vị trí hướng xuống 6 giờ nữa. Thêm một 7 yếu nữa, đồ ăn của thầu là đây. Thế nhà này cũng tạm tạm này. Con xe gió tìm thấy nhà của đối phương sớm. Quay trở lại đi, bài thầu ổn rồi. Bài bí ổn nữa thì đi là đẹp thôi. Rồi hiện tại nó ngồi khá gần cũng các bình luận viên bên kia anh em nhá. Bên kia này là các còn nhiều kèo khác, nó lợi tập âm một chút. À, một nhá, một nhá, Chim Sẻ Nắng cùng cánh với BB, ăn tranh với BB đây. Chim Sẻ Nắng là người cầm Babylon trận này.
cùng cánh với Seng đó chính là Iron, với có lẽ cùng cánh với Thầu là 98 đâu. Nếu một cái map này mà không chép xăm map bình thường thì cùng cánh với Tiểu Bàn Thầu sẽ là U98. Đây là Thầu. Rồi chạm 98 rồi, map bình thường thôi. Một trận đấu mà nhà 98 nhà chim sẻ rất là nhau, 98 lên đổi sớm thế nhở. Màu hai em mà tôi lên đổi là siêu sớm trận này. Và quay trở lại màn hình máy BB nào. Một trận đấu mà BB là người đánh chém khi được cầm xe 25 giật. Cổng giáp dành cho con giò. Ở tiếng game vẫn bé anh em. Ồ sao tiếng game hôm nay nó dị nhỉ. Trò rất mắc binh rồi, cho to lên một chút nữa nào. Ok em cho to rồi anh em ơi. Rồi đây sẽ là tình huống đấu giò giữa BB và U98. 98 chọc chéo sang nhà chim sẻ luôn. Trận đấu mà chim sẻ là người khung nhà và đánh cùng khi được cầm Babylon. Rồi lo. Không, vẻ nhanh thế nhờ. Vẻ rất nhanh tới từ chim sẻ nắng. Đây là Tiểu Màn Thầu. Thầu là chọc được dân của Yamato đây. Trận đấu mà như tôi đã nói thì nếu mà pick map rồi thì có lẽ nhà chim sẻ và nhà 98 rất cần nhau thôi. Đang về để bắt dần tới từ 98. Vẫn về được, không về được nữa rồi. Còn một con giò sẽ đổi lấy tầm ok 3 dần thôi. Ăn được 3 dần của 98 nhưng sẽ làm 98 yếu một chút khi vị trí con giò chọc đó chính là vị trí bãi dụ chính. Rồi lên đời sẽ thủ 1 P Tiểu Bàn Thầu hay không, khi bên kia là Yamato. Rồi 1 P thủ. Có dân xăm đi thoải mái thôi. Tại sao thì cứ thoải mái thôi, bánh xe thì Tiểu Bàn Thầu thiếu một chút gỗ nữa. Chém đã đến rồi. Dần dứ một chút. Dần dứ một chút nào. Có kính lại bánh xe tới từ Tiểu Bàn Thầu. Bên kia BB đã làm được gì nhà chim sẻ chưa? Một trận đấu mà nhà sẻ khung. Không, sẻ vẫn là người đánh chém thôi. Đánh chém khung nhà và sẽ chuyển quân sau tới chim sẻ thủ 1P. Và bò kín bãi ruộng lại một tình huống mà không để ý tới chim sẻ. Bãi vàng đã kín rồi, còn mỗi bãi gỗ nữa thôi. Chim sẻ đang bò trọn, ôm trọn góc trên 12 rồi. À, mix sát quá. Ok anh Phương nhé. Nó xa ra một chút. Đây, Tiểu Bàn Thầu. 1L1P đối đầu một bài em mà tôi đời siêu siêu sớm. 98 thì bị yếu một chút thời điểm đầu thôi, cũng chưa yếu lắm đâu, chết 3 giật. Ra ruộng đều đấy, Tiểu Bàn Thầu bây giờ thầu sẽ công phu lên nhà của 98. Rồi nào về được. Rồi được luôn, một tình huống vu đỏ tới từ Tiểu Bàn Thầu. 98 vẫn đang ra hai chém 2L siêu siêu đều kìa. Vẫn đang là 2L siêu siêu đều và bị phù lại con lạc đà luôn. Cũng có thủ phù tới từ 98 người cầm Yamato. Tôi sóc quân rồi, quên nào. Sóc đơn cố gắng móc máy vào ruộng một chút được không? Cứ phải chơi phù tới Tiểu Bàn Thầu thôi. Thì bên kia Yamato đông quân lắm. Thôi tạm thời lùi một chút em ơi. Lùi một chút nào. Thì uống phù này có được hay không? Ồ, phù được một con thôi. Quay trở lại với BB nào. BB tham gia 29 đang đánh trâu lầu. Đánh trâu lạc đà tới từ BB. Có phù tới từ Babylon chim xe. Không phù được. Lựa chọn của BB sẽ là như nào? Chuyển cung. Đúng rồi, chuyển cung thôi. Với một thế nhà mắc binh như thế mà chúng ta đánh chém thì không thể nào lọt vào nhà chim sẻ được. 30 tới từ sập. À, 30 tới từ xe. Summer của Thầu thì cố gắng ra nhiều phù một chút thì tôi nghĩ sẽ cầm được cánh với 98 thôi. Thì đấu với 98 mới được sớm quá. Là Thầu đang hơi vất vả một chút. Họ gom lại một tuần quần nữa mà sổ lên, tôi nghĩ lượng quần này là chưa đủ. Lượng quần này vẫn là chưa đủ. Bây giờ đi có khung giờ thì đi mà tán trang của tôi bắn phủ cho Tiểu Bàn Thầu thì ngon.
Tạm thời chim sẻ đang vẫn chưa mất cái gì nhá. Vẫn chưa mất gì chim sẻ đâu. Thế nhà bi là bình thường. Thế nhà là rất bình thường thì nó xem thôi. Nó ăn được hai con phù. Cùng giờ bắn phù được cộng đam. 3 phát bắn là chết một con phù thôi. Lạc đà chim sẻ vẫn khá đông đây. Lên phù dành cho bi lên giáp này cùng giờ. Có bắn xuyên rừng nào. Bi vẫn đang rất rón rén. Chưa vội lên quần. Chỉ sợ đi sợ chim sẻ đang sẽ quẩy lại và bắt ngay. Sẻ nó làm gì nhiều quân sẻ đâu nhở. Tôi vẫn chưa thấy nơi quân chim sẻ nắng đâu kìa. Rồi đây rồi phu. Rất tỉnh tới từ chim sẻ nắng. Không vội vào. Vẫn không vội vào. Và bì cũng chỉ lớn vườn đấy thôi. Hai thủ đang đánh vẫn đang rất rón rén và tôn trọng lẫn nhau. Quay trở lại với tiểu bàn thầu nào. Hiện tại trận đấu này vẫn đang đưa về thế solo thôi. Đưa về thế solo. Nhà nào cánh nhà nào đánh cánh nhà đó. Ôi ơi, 98 đã để ý mất rồi. Đã để ý từ 98. Tạm thời chúng ta chỉ được một chút dần thôi. Cẩn thận nhà thầu nhá. Còn đâu đây 98 liệu sẽ. Rồi quay về thủ được 98. 98 không muốn đổi nha. Khi một trận đấu mà thế nhà sao Moria là kín quá. Nếu đổi nhà với Sam thì là em tôi sẽ thiệt. Thì dần Sam nó trâu máu. Vẫn bị phủ mất một ai chuyển cùng à. Bao đáo nhá. Chuyển cùng à với chim sẻ. Sóc mỗi tầm 4 con lạc đào. Sau đó chuyển cùng à luôn với chim sẻ nắng. Với một thế nhà siêu siêu mắc bình. Quay trở lại đi nào. Bi đang gây áp lực vào phía bên ngoài. Có cung à phía bên trong. Cùng rồi là hơi tắc một chút. Bi gần đây tắc kìa. Và phù nào. Phù được hai lạc đà nào. Phù. Được. Không người tham nhảy này được một con thôi. Được mỗi một con tới từ Bi thôi. Cùng giờ Bi là cùng giờ xem đối đầu với cung à của Baby Lon. Và lượng cung à chim sẻ đang ít dần đi. Đang ít dần cung à đi. Tôi chim sẻ rồi tăng những chiếc nhà về à tiếp theo. Bùng bên ở gian gỗ chim sẻ đang gọt nhà rồi. Rồi tiếp tục là kéo quân ra để đỡ nhà tới từ chim sẻ. Bi cũng sẽ vượt quân lên ngay sau đây thôi. Cùng à đang không hề nhiều rồi. Chim sẻ đang là người đi phải. Ôi hú hồn hú vía một trận đấu mà chim sẻ đang thế nhà mắc binh và 98 là người lên đời siêu siêu sớm. Tỷ số 2-0. Rồi 2-0. Tiếp tục quay trở lại với màn hình máy quay quần nào. Họ đánh thế có phải yêu không? Hơi ổn mà anh em, hơi ổn à. Ổn cho anh em nhờ, tiếng mic hiện tại đã ổn cho anh em nhờ. Em nghĩ là ổn rồi đấy. Ồ, quay đi Hải ơi. Quay đi em ơi. Ờ, quay mát vào. Mát tay vào. Mic rẻ, ok anh em nhá. Hết kèo này thì em sẽ xin được xếp cái mic mới. Mic này cũng khá lâu rồi. Rồi, chúng ta vẫn là bên phải rồi. Quay đi. Quay đi em ơi. Ồ 3-4 à. Ồ baby baby si. Bên kia 13 và 12. Ok cho son rồi không anh. Ồ được lắm Hải ơi. Ôi đây thầu đây. Một trận đấu mà thầu là người cầm số 3. Đó chính là baby. Baby baby si. 13 chim sẻ nắng là người cầm Roman. Số 12 là cho son. Tôi rất ấn tượng con số 12 này. Vì số 12 nó chính là trò son. Ok đây là máy BB. Ở người quay quân là Hoàng Hải anh em nhá. Hoàng Hải chứ không phải Hải Mario đâu. Ở quả đôi luôn này. Quả đôi dành cho AC rồi. Đây là bầy hiếu đầu 6 con. Thế nhà là rất gần nhau tới từ BB và tiểu màn thầu.
28. Lấy cái buông ra đi tạt vào nhà Liverpool 2-0. Đây là tiểu màn hầu người cầm Babylon. Ôi, nó là thế nào nhỉ? Trận đấu mà thầu thấy quả muộn này. Đó, em mới vào thì cho em xin like và chia sẻ giúp tiểu màn hầu đi em nhá. Trận đấu mà thầu thấy quả hơi muộn một chút. Thầu sẽ người đến chém trận này thôi. Bài Baby lo có hiểu nằm rồi. Có bình thường nha anh Long Phạm, Long Phạm nhá. Map nghiệt thì vẫn có thôi. Map thì tất cả đều đoán đoán hết. Map thì map chuẩn trong lưới chế nó không khác cái gì cả. Map chuẩn lưới chế thì vẫn sẽ có map nghiệt và map đẹp bình thường đều bãi quản nữa rồi tiểu bản thầu. Thầu có quả phụ rồi. Thêm đồ nữa đi nào. Trận đấu mà thầu sẽ là người chậm dần. Đây là BB. Ui giời, chậm nhiều dần thế nhở. Chậm dần 2 dần rưỡi thôi tiểu bản thầu đấy. 2 dần rưỡi đấy. Bây giờ dùng 2 dần để cơ cấu một bầy hiêu đầu 6 con về. Ở phía bên kia thì chim sẻ là Roman. Roman còn tiểu bản thầu là người cầm cho son. Ô cái gì đấy nhở. Ôi thấy khá nhiều vòi thôi BB thì kìa. Khá nhiều vòi rồi. Thế nhà của AC hiện tại thì rừng rú vẫn chưa có. Tiếng bình luận nền là như nào nhỉ anh em nhỉ? Tiếng bình luận nền là như nào nhỉ? À không phải anh em ơi. Đó là tiếng bình luận của bình luận viên Ego thôi. Hiện tại thì ở cái vị trí thi đấu này đã có khá nhiều kèo. Có một cánh rừng thông ở vị trí này. Đây là đôi vo. Một trận đấu mà Bi sẽ cơ cấu nhà như thế nào đây? Có lẽ là sẽ là bò nhỏ thôi. Bi đủ đồ. Còn đây là tiểu bản thầu. Chậm dần lên đời không sớm nhưng mà nguồn lực sẽ khỏe dành cho bài Baby là có quả phụ nhá. Có hai quả phụ. Ơ không, kia là quả của Bi. Kia là quả của Bi. Vậy thầu vẫn thiếu một đồ nữa. Em cắm em tháo cái mic em cắm lại cho nó anh em nào. Oklahoma. Em cho nhỏ một chút rồi em ơi. Nhỏ một chút rồi. Tạp âm thì nó không tránh khỏi được khi ở vị trí thi đấu thì đang có khá nhiều kèo. Còn một trận đấu mà Bi là 4 vòi. 4 vòi quả phụ ăn chanh quả với chim sẻ nắm. Bi không yếu đâu nhưng mà bóng sẻ sẽ yếu sau tuần ăn chanh này. Bi không yếu thì bài Bi thì vẫn không còn quả nữa. 4 vòi yếu đầu quả phụ. Bài đẹp dành cho Syria. Kiểu hoàn thầu như nào. Ở thầu cũng có quả phụ đây rồi. À đây quả phụ thầu thấy để bắt đầu. Quả phụ hiệu đầu. Còn gì đó để thầu có thể khai thác nữa hay không đây. Bi cùng cánh với chim sẻ. Thầu sẽ cùng cánh với U98. Người cầm cho to. Oklahoma. Zoganta. Somers. Flores. Somers. Alo, alo. Oklahoma. Rogan. Yuri. Alo. Donna E. Alo. 1, 2, 3, 4. Alo. Holmes. Holmes. Oklahoma. Donna E. Holmes. Oklahoma. Zoganta. Zoganta. Clare. E. Palomar. Holmes.
Đó, em đợi một chút để em đi, đi kiếm cái mic khác nhá. Đó là cái mic này nó lịn rồi. Oklahoma. Thomas. Oklahoma. Even time. Oklahoma. Thomas. Thomas. Donna E. Oklahoma. Donna E. Donna E. Thomas. 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 Donna E. 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 Lauren, Rogan, Zocon, Rogan, Oklahoma, Donna E, Rogan, Donna E, Yuri, Donna E, Papadakis, Holmes, Holmes, Papadakis, Lauren, Donna E, Yuri, Papadakis, Holmes, Papadakis, Rogan, Zocon, Holmes, Zocon, Holmes. Thomas, Yuri, Lauren, Rick, Lauren, Alma. Alma, Alma, Zocabadakis, Yuri, đã ổn chưa anh em nhỉ? Quay trở lại tiểu màn thầu nào. 26 tới từ Babylon tiểu màn thầu. Chúng ta đang tập trung chơi U98 trước. Đang tập trung chơi U98 trước. 98 chết là khá nhiều dần rồi. Quay trở lại với BB nào. Ồ, tạm ổn là được rồi em. Hôm nay thì có lẽ chỉ được tạm ổn thôi. Mic này nó dởm quá, đi mượn mic khác thì nó cũng không được. Mượn tai nghe nó cắm nó cũng không ổn. Có lẽ là cái mic nó có vấn đề rồi. Đấy, sau kèo này em sẽ đổi cái mic khác. Quay trở lại đi nào, rất mong tất cả anh em thông cảm. Thằng này 39 tới từ Syria. Ok em nhá, mong em thông cảm mà được. Chim sẻ nào cũng có thủ phủ nhà đi có cùng giờ rồi. Rất nhiều phủ chim sẻ đây là dụng chính. Đây, một thế nhà xấu dành cho Roman rồi. Thế nhà xấu như này sẽ có đỡ được không đây? Cũng có quần đi công, tôi đi chia sẻ, xin lỗi rẻ không công được vì có cung giờ thủ hốc rồi. Họ sẽ bung ruộng chính. Ok, sẽ bung ruộng chính. Nó thầu sang đây luôn hay không? Ok, sẽ đi sai tỷ số 3-0. Ôi 3-0. 1C bỏ túi thôi. Ờ, rất xin lỗi anh em vì cái mic nha anh em nhá. Có cái sự cố không mong muốn thôi. Ok, sẽ cho mic nhỏ một chút anh em nhá.
Ok, mic nhỏ một chút. Ok, đấu thì em vẫn chưa rõ là mấy C em nhá. Em chưa rõ là mấy C. Đánh đến khi nào thì nghỉ thì thôi. Em hỏi Bi thì Bi trả lời như vậy. Ở quay đi này ơi, quay đi em. Ok, một trận đấu và thầu chậm 2 dân rưỡi nhưng vẫn thắng. Quay đi, quay đi. Ờ, quay nào, chúng ta vẫn ở bên phải rồi. 16 và 12, 16 là Mark, à 16 và 2 à, Mark C và Greg. À, bên kia là 6 và 8, Hitty và Summer. Ờ, chúng ta có Hit thì bên kia lại có, à chúng ta có Mark thì bên kia lại có Hit. Ok, một trận đấu mà thầu là người cầm số 16 đó chính là Mark C. BB là người cầm Greg thôi, số 2. Bên kia thì chim sẻ nắng là người cầm số 6 đó chính là Hitty. 98 là người cầm số 8 Samoria. Rồi chưa vào đạo nên ma giáo rồi. Rồi chưa vào đạo. Rồi thì có lẽ là tôi nói vui vậy thôi. Có lẽ một tình huống mà nhầm đạo thế là game thủ thôi. Nhưng mà quân thì trận đấu này quân ta cũng lởm khởm. Mic bé, thưa mic nhau hôm nay thì có lẽ nó tạm thời như vậy rồi anh em ạ. Tạm thời mic hôm nay nó chỉ được như vậy thôi. Lại quân. Ok, quyết định chúng ta sẽ là lại quân. Lại quân và chọn lại bác. Đừng đổi màu em ơi, 1-2-3-4 thôi. Đừng đổi màu. Khổ quá, cái mic trong này nó lại dở trứng. Yes, yes. Ok, lấy map khác. Rồi đây là Greg trong tay BB. Thế nhà chúng ta vẫn là gần nhau thôi. Trận trước thì 98 lại đổi màu, lại quên là đổi màu. Trong cái bản đế chế này thì chỉ có 4 màu thôi, 1, 2, 4. Cứ thế mới theo thứ tự lựa chọn. Không đổi màu, đây là bãi quả đầu tới từ Greg. Trận đấu mà Greg nhìn qua có thế nhà cùng nhá. Bãi quả bầy. Đây là tiểu màn hầu người cầm mạng C. Em sẽ cho to, em sẽ cho xa cái mic ra một chút. Mong là nó sẽ ổn. Mạng C thì có quả 6 đây. Quả 6 có yêu thì có bác. Trận đấu mà chúng ta cứ hai chém là vã thôi. Chỉ có hai chém là vã thôi, bây giờ nó hít đi. Nó hít đi, cứ có trâu chém là vã. Quan trọng ta lại bị khắc bởi những con lạc đà Samorian nữa. Quân bài thì bên kia là dễ đánh hơn. Dễ đánh hơn với đường chia sẻ đắng và U98. Như bước đi dò đầu tiên. Rồi, hiêu đầu voi và quả cũng đã có thì mang xe rồi. Đã ổn rồi. Một voi hiêu đầu to, bãi quả 6, ok, bãi số. Quay trở lại bánh máy của BB nào. BB cũng có một voi về đây, nhà đồ voi. Trận đấu BB cần một đồ nữa là có thể cơ cấu ép đời tốt. Tính về bài thì bài thầu đánh giá là mắc rồi đấy. Mắc về bài rồi. Đôi voi hiệu đầu 7. Đôi voi hiệu 7, quả 6 và quả phúc cũng là 6 cây luôn. I'm
À, chọn lại quân anh em nhá, chọn lại quân, chúng ta chỉ thay map thôi. Tôi thấy 1.12 rồi, U98. U98 ở giữa nhà BB và tiểu màn thầu à? Vậy chưa biết được là 98, có lẽ U98 có khi là cùng cánh với thầu đấy. Có khi 98 quanh với thầu đấy, quà kia, bị mút luôn. Ở 98 thấy nhá. Ở 98 cùng cánh với tiểu màn thầu. Ở thầu vừa cầu ăn cái bãi quả này nhanh. Sẽ quan tranh rồi, bên nào đặt G được trước đây. Đặt đã, đóng. Ở thầu là người đóng G trước. Ở vị trí đặt G tôi nghĩ nó cũng chỉ là ngang nhau. 98 là người thấy bãi quả này rồi nên chúng ta không ken hè được. Rồi BB sẽ là người ăn cái bãi quả mà thầu vừa chỉ cho. Ba voi. BB có quả rồi này. Ok nhá, BB có quả rồi. Trận đấu hôm nay của BB cũng đẹp đấy. Ba voi hiêu đầu một bãi quả phụ dành cho BB. Quả đầu 7 rồi. Chim sẻ là người cầm Hitty. Chim sẻ đánh cùng rồi. 98 là người cầm Samurian đánh chém. Ờ, bây hiệu này là 4 con thôi. Bãi quả này 5 cây à. Đồ ăn nó bình thường. Ok, đồ ăn là được dành cho BB. Nếu mà quả này 6 cây hiệu nó nhiều con một chút nữa thì lực của BB sẽ là siêu khỏe. Mắc bình hơn. Trận đấu BB sẽ là người đánh khung nhà hay. Sẽ là người đánh khung nhà như BB. Đây sẽ là vị trí đóng trước nhà BB. Không, BB muốn đóng trội ra một chút à. Chúng ta đang muốn, à không. Vẫn đóng thụt ra bên trong thôi. Tiểu màn hầu nào. Hello. Đầu thấy bị dẫn ra thì tưởng một tình huống bị muốn bo nhà cho nhau. Bị thầu muốn bo nhà nhau nhưng mà không. Bị vẫn đóng thụt vào bên trong thôi. À, thành như này thì màu 98 sẽ là người yếu nhá. Màu 98 sẽ là người yếu về BBM. Được vừa 9 thì không đây. Nào rồi là một chín vẫn thiêu tí thực kìa. Ôi đầu 10. 10 tròn dành cho tiểu màn đầu. Ép mới khít đổ rồi. Tiền đời thầu sẽ khai thác thêm một bầy hiệu nữa cạnh rừng. Xem thầu vã nhau 98 trước đi. Trận đấu mà thầu 98 là nhà gần nhau. Thầu lục đang yếu nhá. Lục đang yếu tới kiểu màn thầu. Nhanh cái con cái bầy hiệu này nào. Oh, thầu vẫn chưa xin được rồi, tạm thời lại quên thầu đi vậy. Tạm thời quên thầu đi xem BB nào. Lần đời ép đời đúng chít đồ. Không xin được rồi tiểu hoàn thầu. Đây là chim sẻ nắng người cầm Hitty đánh trẻ mà. Chắc chảy thế nhờ, Hitty đánh trẻ thì chim sẻ. Không phải một trận đấu mà sẻ đánh cùng mà sẻ vẫn là người đánh trẻ thôi. Ok là chọc giò BB có lợi thế một chút. Chọc giò như sẻ mà chưa bắt được kìa, vậy nào ăn được con giò rồi. À là con giò giới thì sẻ những tiểu hướng về là vô cùng nhanh của top 1. Đã thêm vài cái ruộng nữa để lấy lực nào. Nhà chim sẻ nắng có lẽ trên hướng 12 rồi. Ờ, một quanh ruộng 4 cái thì là chim sẻ. Thấy nhà chim sẻ nó cũng bình thường thôi. Lòm giò. Đó lý do vì sao mà chim sẻ là người đánh chém chứ không phải là đánh cung. Đang kéo dần về tới từ Hitty kia kìa. Liếc qua tiểu hoàn thầu một chút nào, thầu 27. Có kín với vị trí này. Rồi thầu đâu là người lên đời muộn mà 98 là người còn lên đời còn muộn hơn kìa. Ôi, không ra. Chém không ra. Dần dưới một chút, nha, dần xăm đấy. Dần xăm. Ôi, con chém thứ hai đến nào, con chém thứ hai đến và 98 sẽ mất nguyên tân dân này không? Ở trên con giò mất rồi, trên con giò mất rồi. Có ý tới từ tiểu màn hầu, quay sang BB nào, xem BB hành sẻ, BB có hành được sẻ hay không? Sẻ đã bò bế các vị trí là màn lại rồi, bãi gỗ và bãi ruộng đã kín. Chuyển hàng luôn rồi chim sẻ, một giò và sau đó chuyển hàng luôn. Nhiều quá. Có quay sang giết được 98 với thầu hay không? Quay sang kết hợp với thầu giết được 98 là 98 cũng yếu thôi. Mà thầu cũng đang bị mất dần khi mà 98 đẩy quần đi kìa. Lạc đà tới từ màu 2 đã đẩy rồi. Nào, chết nhiều nha. Nói chung là 98 và thầu cũng chỉ là gần nhau thôi. Gần nhau với số lượng dần nằm xuống thôi.
không hơn không kém. Thầu là những đơn vị dân không bánh xe. Thầu đóng đi thủ nha. Thôi thải thủ gỗ còn chém đi chăn dần đi nào thầu ơi. Chém chăn dần đi nào. Khỏe vẫn khỏe nhá. Khỏe vẫn nó khỏe một trận đấu mà sẻ bo nhanh mà bị vẫn chưa làm cái gì đâu. Để chiếc xe nắng cụ được quần trong cái thế trận như thế này là khoai. Là khá khoai đấy. Cố gắng về vì lọc nhà mất rồi. Cố gắng nở quần và đỡ nhà tới từ BB. Trận đấu mà thế nhà chia sẻ cũng xấu rồi đó. Lý do sao BB đang cố gắng vẫn là chém vào bãi gỗ. Giặt dần được một chút nào. Dần của BB là có bánh xe rồi. 29 tới từ BB. Kìa dần kìa. Nở quần lên kìa. Có phù bên trong. Sẻ này chắc tật. Có phù bên trong bãi gỗ tới từ chia sẻ nào. Vẫn thủ được. Tạm thời giữ được dần tới từ BB. Tờ tạt sang giữ kiểu đầu được kết hợp quần của BB rất là chia sẻ nào. Thầu 30, thầu thì vẫn đang khỏe nhá. Thầu thì vẫn đang khỏe đấy. Để chặn lại của 98 một tuần được không? 98 thì có lẽ hoàn đồ đó giữa vị trí hai nhà thôi. Giữa vị trí hai nhà chia sẻ và 98 thôi. Có thủ phủ à, thủ phủ đây là y của Max C. Có thủ phủ tới từ 98 kìa. Thủ phủ để đề phòng BB tạt hay là như thế nào đây. Bùng bãi vàng tới từ 98, 98 vẫn là người có bánh xe rồi. Có bánh xe tới từ 98 rồi, tôi từ 98 chưa có bánh xe rồi. Tóc nhiều chém một chút đi, quả mặt đồ đi sóc vừa phải thôi. Nó vừa phải rồi, lượng y như này tôi nghĩ là đủ rồi. Lượng y tôi nghĩ là đủ rồi, bây giờ cứ trâu chém mà xóa. 98 yếu nhá, 98 người yếu nhất bản đồ đấy. Bì cố gắng giữ mạng, cố gắng giữ tham đâu. Và thằng này bì được 22, cố gắng giữ tham và sau đó tiếp tục cùng với tiểu màn thầu xong. Xẻ bây giờ cũng sẽ sóc nhiều quân hơn. Sóc nhiều cung hơn thôi. Vẫn là 2 lờ đều tới BB kìa. Bì đang ngoan được một bấy nhiêu ở... Bay mất rồi. Ở sẻ không có cá, không có quá nhiều quần đâu. Có chém của Bì công tác đầy đủ. Có bán được thêm 2 lạc đà nữa, chính sẻ. Sẻ có bãi gỗ nào không nhỉ? Có 2 gỗ rồi. Còn chỉ là bàn nào khác nữa hay không? À này cũng chỉ ở cân thôi, chính sẻ nắng là người to nhất bản đồ. Bì vẫn là trắng ruộng đây. Vẫn còn ruộng rồi Bì. Rồi đúng rồi, đi dò thêm vị trí này có dần của chính sẻ không đây. Tôi chỉ thấy một vài cái ruộng. Sẽ quan hoa của vị trí ruộng ấm nào đó. Đó, 3 giờ không có hay không? Thế nào đây là tầm 4, 5, 6, tầm 8 ruộng đưa chia sẻ. Ồ, 8 ruộng là tạm ổn rồi. Ruộng sẻ xong được 3 rồi. 3 ra dần rồi. Quay trở lại với 98 đó. Quay trở lại với thầu dân thầu hành 98 đó. À, 36 tới tiểu thầu đóng en ở quần. 98 vẫn đang ra được dần được. An Hoàng sẽ làm việc. Vẫn đang ra được dần tới từ 98. Tham vẫn còn tham nhá, tham chưa có phải là quá nhỏ đâu. Sẻ bắt đầu có nhiều cung giờ của Hiti. Trận đấu mà thầu cũng chỉ là người cầm mang xe thôi, khả năng phát triển của thầu nó hạn chế. Bi bây giờ cũng không khỏe. Đang chém 4, thế trận bây giờ chém đánh đi. Chém 4, ơi, quả kìa. Chưa phải là chém bốn tới từ tiểu màn đầu. Chém 4 từ nay có thể lấy được nhiều dân hay không? Chi sát dân của chim sẻ nào. Đi đứng ở nhà thôi, chém đi hết đi thầu ơi, chém đi hết đi nào. Bi à, sẻ nó bận gì nhờ, sẻ nó bận cân bi à? Không phải, có lẽ vùng một tình huống mà sẻ đang mải mê bắt quân của BB thôi. Kéo quân về, tôi chia sẻ nó lùi. Rồi tạm thời lùi với đã. Có liếm tạm dân hay không? Không liếm được thì lùi rồi. Trên 12 giờ có một vị trí làm nào đó của chim sẻ nắng hay không? Cái bãi gỗ ở sát mép kia xấu rồi nhá. Xem nó có ở không nhá thầu nhá. Bãi gỗ thằng sẻ ấy.
có quần thì cầm đúng là ở nhà nó có y thủ rồi. Có y thủ vậy được. Cái bãi quả này thì còn dân chín đám hay không? Ui nhiều dân quá, chém bốn rồi, 98 ngủ đi em ơi, ngủ đi. Ôi ngủ đi 98, chưa để ý 98 kìa. Ôi chết là rất nhiều dân rồi. Chết rất nhiều dân tới từ 98 ở vị trí bãi quả và ăn thêm được một dân bãi ruộng nữa. Có y tới từ 98 à, ok, có y. 98 đóng y này, 98 yếu lực lắm đấy, không đi quản được đâu. Chúng ta là người có chém có y mà 98 được chứ không, còn có y thôi. Tiếp tục với chim sẻ một trận đấu mà chim sẻ có thấy nhà xấu vẫn ra dần chim sẻ kìa, vẫn ra dần tới chim sẻ kìa. Ôi sẻ đang bận gì rồi, sẻ đang bận gì rồi, chém bốn rồi vào mút dần đi, liếm dần đi thầu ơi. Đi của thầu đi đủ để thầu có thể đi đấu với 98, thậm chí là hút tươi luôn. Chim sẻ chạy đâu? Ôi chạy tới chim sẻ chém bác sĩ. Ôi phù của IT, phù công công nghệ đối đầu với chém bác sĩ. Xem chim sẻ làm được gì cả. Vẫn phù được. Ôi tôi quỳ đấy. Phù được hai con kìa. Chim sẻ phù được hai con chém bác sĩ. Vẫn về được tới chim sẻ là khá nhanh tay. Bãi gỗ siêu xấu bên trong có phù. Phù đỏ tới đi chim sẻ. Ôi dân liếm tạm dân. Cây dân về là gỗ vào. Lọt gỗ tới từ chim sẻ rồi, chim sẻ đi đắng sau tuần này cũng sẽ yếu thôi. Quay quần về bắt tới từ chim sẻ đắng, tạm thời chặt đi nào, tạm đi một chút. Còn nó đông lắm, có lợi thế rồi, giữ tham rồi. Tạm thời giật lùi một chút nào. Ôi, y của 98 cũng đang khá đông. Chúng ta vẫn còn tầm 3 con y ở nhà, thủ thoải mái thôi. Rồi chém 4 lần thế chém luôn cũng được. Chém 4 luôn, quay lại chém nó luôn. Bi nào, nãy giờ không soi bi thì bi tham lai vẫn đang 22. Vẫn đang 22, tới đây thì quả chặt bên ngoài là 98. À, ta xẻ cái rừng trên đó đấy nó xấu rồi nhá. Cái rừng 12 giờ nó xấu rồi đấy. Quả rừng ngoài đi bi ơi. Cái rừng đây này, cái cánh rừng giữa nhà chim sẻ, nhà chúng ta nó chim sẻ có khai thác hay không. Thằng này chúng ta đang đi lên rồi, thầu đang to nhất bên phía chúng ta. Thằng đang đi lên rồi, tiểu bản đầu nào. 32 giờ từ thầu, không. Một đường tạt rất đau đi chim sẻ. Chim sẻ đang tạt thẳng thầu luôn, thầu mất tham rồi này. Nào dần mang xe có quay lại được không? Có quay lại bắt được không? Phải có y tới từ 98 vẫn chưa biết được đâu một lần nhá. Làm lái sau tuần này thì nó sẽ ít nhất là cần. Chỉ nếu không giữ khéo thì thằng này sẽ đi ngược đấy. Quay lại nào, quay nào, về nào. Gỗ đang nhiều về được phải không? Bật đạn mất rồi. Rồi có bi sau thì phải. Chẳng có bi không nào. Ở có bi sao quay tròn vậy lại cùng với IT đang đứng dựa tường. Cùng giờ đang đứng dựa tường. Có giáp 4 tới từ IT hay không đây? Tôi vẫn chưa kịp nhìn rõ không có giáp 4 hay không, thầu là chém 4. Ở giáp này chỉ còn 19 rồi, gần hết dần tới tiểu hoàn đầu rồi. Cần tạt nó là quá đau nơi chim sẻ. Công nhận cái đầu đường sẻ nó vẫn quái thật. Và muốn quầy và ôm chim sẻ nắng một tuần. Đánh lâu dài nó sẽ là không ổn. Có quầy tròn nhà BA của chim sẻ đi nắng lại. Lượng chém của thầu đang cầm hơn chục con. Hơn chục con đây chém tới tiểu bản đầu. Ở ruộng này được gỗ này. Ruộng này gỗ chim sẻ nắng được hai ra được. Vẫn ra được 3 kìa. Vẫn ra được 3 tới từ chim sẻ kìa. Bi đang bi 23 sau khi tạt thầu thì bi ăn gì sẻ lại tạt bi. Bi thì chém bốn tới từ đấy rồi. Ăn mút bắt nó sẽ đứng lại chơi luôn kìa. Mút luôn, chơi được tuần này. Ai ra thì tỷ giáp 4 rồi, quan trọng một vài con y của U98 từ đường này nó sẽ vô cùng khó chịu. Bây giờ thầu sẽ không thể có lực mà sóc y nữa mà chỉ sóc trâu chém được. Sẻ chết rất nhiều cung giờ rồi, chết rất nhiều cung mà dù sẻ đó. Ấy, ruộng. Sao lúc nãy bi giò trong 3 giờ lại không thấy nhờ. Đây. Bi giò đến 3 giờ cho rất lùi lại. Bỏ sót một quý tơn an hoang đi sẻ, tôi biết ngay mà. Nhà sẻ đi rừng xấu mà ruộng ít. Làm sao mà sẻ vẫn sóc đều quân được như vậy. Thì ra là có một tơn cái ốc nhỏ ở trong góc 3 giờ. Cái ốc nhỏ trong góc 3 giờ, cầm cái ốc này nào.
hàng thầu khi cầm gối nguyên chắc đấy, còn mã C nó hơi thốn một chút, sự tham khó hàng hít để ra thì chim sẻ sẻ máu kìa, lợn sẻ sẻ máu kìa, để dẫn được nó quay lại nào. Cùng giới tỷ là khá đâu, cùng giờ ra 4 vít ra con máu là quá nhanh, nhìn rẻ chém ta nằm xuống và siêu nhiều. Cùng giờ có bên trong một thế trận nó đang thế trận nó đang nghiêng về phía ngay, nó đang nghiêng ngược lại phía game thủ của Sparta rồi. Bây giờ 98 không bị ai đụng đến, 98 có lẽ vẫn sẽ hồi lại được mà sóc được một tầm 1 y 98 vẫn hồi được đấy. Thầu thang 8 rồi, cùng hit nó thật sự nhói trong cái tình huống mà để mà đi quần như thế này. Thôi tham lai bị đi ngược. Bị có chơi được cái hốc kia hay không? Có chơi được cái hốc kia tới từ BB hay không đây? À rồi, thì ông BB sẽ muốn cầm cà ở vị trí cái hốc này. Quan trọng là BB có nhiều quần hay không? Còn đúng 4-5. Đúng 5 còn chèm 4 thôi. Đúng 5 còn chèm 4 của Rex thôi. Cái thế mà 98 hồi được và chim sẻ nắng là cầm cung tuyển nhĩ tì có hốc. Nó chờ đợi một tuần công ca tới từ BB đâu. Bị phát hiện nhà bế cả. Có thầu à kề rồi. Tôi đang dồn tất quân ở mặt góc 3 giờ để công vị trí cái hốc của chim sẻ. Cái hốc này có lẽ là chỉ là cái hốc ăn gỗ thôi. Hốc ăn gỗ và có tầm một nhà bé à chim sẻ thôi. Sẻ sẽ cao quân về để đỡ cái hốc này hay không? Đang chờ con ca nổ ra. Đang chờ người có ca có rồi. Dù sao kia cũng là cái nhà BC. Nó sẽ không, nó sẽ khó cầu hơn là những nhà BE. Nào. Một nhà A thôi, nó chỉ có một A thôi, trong không nhiều cũng giờ đâu. Đang đứng quân quay tròn để AK cho ca. Rồi chém luôn, có vào đấy không nào. Cẩn thận nó lên, nó chạy xuống dưới đấy. Không có em, không mắc binh rồi. Sẽ kéo quần về, từ bên ngày mà. Kéo quần về từ đây chim sẻ. Còn cả nằm xuống rồi thôi. Thằng 27, thì vẫn đang nổ lại được tham nhá. Vẫn đang nổ lại tham, thì đi về trong hốc là có ruộng. Có ruộng trong hốc từ đây chim sẻ. Ai chả là 98 rồi, còn có phù kìa. Con lợn này có phù kìa. Chết còn cả thứ hai. Vị trí này tầm 6 cùng giờ hít từ các 4 đối thủ chim sẻ nào. Nào một cầu đẩy phủ lên nhói thật sự. Rồi, thế này thế là khoai dần. Đang khoai dần đều dành cho các thủ của BB Club. Một trận đấu ông ta đánh rất hay rồi. Rồi xăm. Thực ra cái chất quần thì nó hơi khó đánh một chút. Hơi khó có thể đánh lâu dài. Rồi đi sai. Thua nhưng mà không sao. Thua trên thế thắng đối thủ bên thủ Big Club. Một trận đấu mà chúng ta đánh rất hay. Và chim sẻ nắng cũng là người đánh hay trong trận đấu này. Cũng là người đánh hay. Cầm cung hit tì chủ lực cần map tỷ số là 0-1. À, em chờ đợi một chút để em view lại cái màn hình máy quay quần nào. Ok, để view lại nhá. Rồi soi này ơi. Chạy em thầu cầm Greg là thằng đấy. Thầu cầm Max C thì hơi xương. Quay đi em ơi, quay đi.
Vâng, như vậy là quay đi, quay đi. Em chờ một chút, đang đợi đợi Hoàng Hải bên kia quay quân. Quay đi, quay đi. Rồi 16-4 mang C và AC. Mang C và AC bây giờ là 8-2 là xăm và gì nhỉ? 8-2 xăm và Greg, ok. Quần là có cho anh em rồi. Thầu Mark B là AC. Summer Greg đó chính là quần bên phía bên kia. Chip xẻ nắng là người cầm Summerian và 98 là người cầm Greg. Ok, quần được đánh giá là đẹp hơn nếu game thủ phía B Club. Mark với Greg trong map 22 nó cần nhau. AC nó sẽ nhìn hơn Summerian. Somebody pass the wood. Ở đây là trận thi đấu thứ hai của series đấu thứ hai. AC trong tay BB đây. Đây BB cầm cái màu 2. Ở bãi quản hơi giống một chút kìa. Bắn được cái gồng đây. Vị trí phía trên. Hoàng Hoàng sẽ đặt được G. Được may quá, may quá. Ôi giời, may chỗ kia nó mọc cái gỗ nữa đi thôn. Vẫn ăn được tới từ BB. Bãi quản này vẫn ăn được. Ở bãi quản 6 rồi. Sau cái gỗ kia không có cái quản nào cả. Đây là tiểu màn hồng người cầm Max C trận này. Trận trước thầu cầm Max C. Đánh rất khỏe. Mà hơi đen cho em là dần của em đi bộ. Những xẻ nó lượn một phát là thụt gần 20 tham dần luôn. Rồi 4-6 thầu cũng là quả 6. Cũng là quả 6 dành cho Maxi. Rồi Maxi bóng giỏ rộng. Một trận đấu mà lựa chọn của chia sẻ nào cũng sẽ là người đánh thẳng cung hay là đánh chém chuyển cung đi. Thì chúng ta là có một AC là chắc chắn là người đánh cung rồi. BB sẽ là người auto đánh cung trận này. Đây là bảy hiệu đầu tới từ tiểu màn đầu người cầm Max C. Rồi 4-6-7 con thì phải, mắt hơi hoa. Rồi 4-6-7 ok. Đi quả 7 anh em thêm quả 6 mà nhỉ. Rồi không chết dần tới từ BB. Mà AC nó hơi lòng hoàng nhá, có quả phụ này. Có quả phụ, có rừng, những mặt đẹp nó quay ra bên ngoài. Một bảy hiệu bị không đá về được. Đá về S hay là như nào thì tới được B đây. Cái nhà cũng khùng đấy nhá, cũng khùng tới từ BB đấy. Còn cái cánh rừng này nó mà kéo dài đến tận sát mép bản đồ thì được tươi này. Cái cánh rừng mà cạnh bầy hiêu này. Đây, nó mà kéo dài đến sát mép thì ngon. BB sẽ đá với S thôi. Giờ đó BB không đồ lùa về. Điều đồ ăn tại S, một bãi quả phụ đã có thì BB rồi, bãi quả đầu thì hơi xấu. Rồi bỏ qua chỗ trước em ơi, rồi đáng tiếc mà không sao, chúng ta vẫn đánh hay là được rồi. Không đánh lỗi lầm gì là được. Đây là bảy hiệu đôi 4 và 6 con dành cho AC. Quả 5 này, quả cụ 5 này. Thầu có thấy thêm gì nữa hay chưa? Thầu thì hiệu đầu đây. Còn bảy hiệu ngoài nữa và có một con đòi bên cạnh. Tạm thời thầu, nếu như tôi nhìn thấy tạm thời thầu vẫn chưa đủ đồ. Đi dò thêm nó map, người map có xe dò. Đường hiệu bên ngoài là hiệu 4. Một vò. Hai hiệu à, đúng không nhỉ? Thì hai hiệu thì phải. Ice,
Rồi Bi nào, Bi có một bầy hiêu và một bãi quả. Không, bãi quả này là bãi quả 6. Một cây nó mới nổ ra thêm rồi. Thêm một đồ ăn gì đó nữa mà Bi đang ăn bên ngoài kìa. 26 đồng dần tới Bi. Xem nào, cái cánh rừng này nó kéo dài một chút nào. Bi có lý do rộng ra một tẹp nữa không? Cái mép bản đồ ấy kìa. Chỗ này hồ. Thêm bãi quả 6 này nữa. Thì bên trên là bãi quả hay là hiêu đấy nhỉ? Xem tàu được phát hiện nhà nào cùng anh với Bi nào. Tàu có xe đò vẫn đang đợi. Chưa gặp nhà nào cả. Trận đấu mà bài của tàu nó lờm lờm cỡ được 2 hiêu 4 nhỉ? À đâu không, hiêu này hiêu 6. Tao đá linh tinh một chút thôi. Đá hai con hiêu kia về nữa. Ok được 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 được, đầy đồ rồi. Một bài gọi là ổn dành tiểu hoàn đầu người cầm Max C. Còn Max C gần lại gần 98 đi em ơi, gần 98 đi. 98 người cầm Greg trận này, Max cần Greg cho nó cân. Max cần Greg cho nó cân nào. Bó nhỏ tới từ tiểu hoàn đầu. BL, ở đây sẽ là vị trí trong chiếc nhà BM mà trận đấu mà thầu pick cuối 10. Đây BA đây. Ở đây sẽ vị trí đóng trước nhà. Đóng chỗ nào rồi? Đó là BM ở đây rồi. Vị trí kia thì B sẽ căng tầm 3 e là kín. Mấy bản đồ này nữa. Thì rõ thêm. Không 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 ở đâu, không kè này được. Xem thầu thì chém trước nào, thầu sẽ cùng cánh với nhà nào. Cắt dần dần vào. Lúc này thì nó gọi là ổn mà thầu vẫn có thể cơ cấu được con giò không giáp nhá. Vẫn có thể cơ cấu được một con giò không giáp, một thầu chọc chéo sang nhà BB. Không, tôi nghĩ chọc đúng cánh là ổn đấy, nhà BB kín rồi. Thầu vẫn chọc chéo này, ok, chọc chéo đây có gặp 98 rồi, ok, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Gặp 98 cánh này thì chọc chéo lại là hợp lý nhá. Thì bên kia là chim sẻ là người cầm xong Moria. Vẫn hợp lý dưới tiểu màn đầu rồi, bãi vàng đã kín. Bò bế, tập trung bò bế dần dần nào, mặt này là kín bưng rồi. Thầu là người có lợi thế đi cầm. Ăn con vòi một tí nữa rồi có tọng y một thằng 8 hay không? Không. Rồi đóng một y luôn chứ không ăn vòi gì hết thì tiểu màn đầu. Rồi đóng y ngay trước nhà của U98, chính xác hơn là giữa nhà 98 và chim sẻ nắng. Bên kia là Summer và Greg, U98 cũng sẽ người chơi y thôi. Cũng sẽ là người chơi tới được U98 thôi. BB nào, BB bò kín chưa? Ok, đã kín nha, tới BB rồi. Đã kín nha. Ok, nhà khung rộng ra là rất đẹp dành cho Syria. Cái nhà BB có được cần mạng được. OT của BB là chưa ra. Ôi, tàu, 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 đâm vào. Sẽ là người đánh chém trong trận thi đấu này. Sẽ là người đánh chém và là 2L à. Ô 2L này tươi này, nhà bi kín. Ôi rồi. Thế rồi, này bắt đầu tươi tươi rồi đấy. 98 đang không làm gì được. Đang phải bận chạy dần tới 98 rồi. Ăn một vài con hiểu lẻ đấy lực tôi. 98 đang bị cả hai nhà công. Rồi chết tầm 5 dân tới 98 tới nãy giờ rồi. Đây là vị trí bãi vàng. 2L 98 à, hay là 1L đấy. Có nghĩa là 1L 1Y chứ đánh 2L thì dị đấy. Ai chà chà. Nhói thế nhở. Thả cùng giờ bãi vàng tới từ Bò. Có nhóm vài con chém về cứu không? Không phải đóng một cái Y ở nhà ấy đâu ạ. Có gỗ đóng Y nhà thủ cũng được. Nào kìa. Còn gỗ kìa. Thầu gỗ, thầu ơi. Gỗ kìa, thằng xe. Chấp nhận đường đau rồi. Không kịp bò. Mất tham đối với tiểu màn đầu. 98 cũng là người yếu. Và đây là một tình huống móc vào dành cho tiểu màn đầu. Là nhà chim sẻ, sẻ nó thả rồi cũng rồi, khó chịu thật. Rất khó chịu như tình huống thả cũng rồi tới được chim sẻ đáng. Ok, thầu bây giờ tham còn 6 rồi. Bì sẽ phải cần mát những đường sọc. Hôm nay chúng ta đang bị đi một chút khi mà tiểu bàn thầu cũng tham sâu quá. Thế này thế bị có thể cần mát được, đẩy nhanh. Ra 4 đã có thì bì rồi. Đầu hút thứ 19 mà nó ra 4 tới được 19 chính xác thì 18 phút 13 giây.
bốn A đều dành cho BB. Tấm đẩy nhẹ nhà chim sẻ nào, nó cố gắng giữ mạng và có một vài con y để chơi hay không. Và con y trên đồng 3 là ngon đấy. Có chim sẻ trên dốc, Bi ơi, chim sẻ trên dốc kìa. Bi vẫn đang muốn chơi luôn. Hai con lạc là nào, tôi là chim sẻ Bi xuống dốc. Xuống dốc để kéo chim sẻ xuống dốc cùng nào. Rồi, sẻ... Rồi, sẻ vẫn đang muốn đấu quần luôn kìa. Ngoài 50 tới từ BB. Có thằng BB sẽ người phải lùi về vị trí này gần nhà BA của chim sẻ. 98 là tụ BB rồi. Ở tham 4 cố gắng có một tí quân mà móc máy nào 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 nào. Trường 2 thôi, mới chỉ là trường 2 thôi. Chưa có lực lên y trường 3 dành cho Bi, dành cho tiểu bản đồ. Bi đang bơm đồ thì tàu có thể lên được y trường 3. Dân sẻ là dân xăm. Một vài dân móc như này sẽ khiến cho sẻ nó mất tay thôi, mất tay mất lực thôi. Thì không kìm được, không có ý nghĩa về việc kìm tham đâu. Bên kia thì tham của họ đang đều, chúng ta thì còn mỗi Bi thôi. Hàng này hiện tại vẫn đang là cần, Bi là người to nhất bản đồ. Quay trở lại máy BB nào xem Bi cần mát 62 tới từ BB. Và tôi nghĩ bây giờ hợp lý sẽ là giết thằng 8 trước đi cũng được. Thì 8 trước đi cũng được. Mày bò quá kín rồi. Cho 98 yếu bằng thầu đi. Ôi bãi vàng, ok ok ok, bãi vàng, bãi vàng. 98 kịp để ý. Họ làm gì đây? Đây thầu. Full công nghệ trong đời 3 tới từ công giới xin rồi. Ôi có kín hay không? Không kín, không kín, không kín, không kín. Không kín. 98 bung dần một tơn. Có lẽ sẽ chạy sang nhà của chim sẻ nắng để hổi. Nhưng nhà chim sẻ không có nhiều rừng đâu. Nhà chim sẻ không có nhiều rừng đâu nhá. Vẫn là gia dân và gia ruộng rất đều dành cho BB người cầm AC. Một thế trận mà Bi là người cần mát và tôi tin là Bi cần được với cái việc Bi cầm chất cung tuyển của AC Ga tăng chiếc nhà BA thứ 5 dành cho BB và sẽ nhiều hơn những chiếc nhà BA nữa đi. Thì lượng lực của Bi đã ổn rồi, tham này đi xuống dành cho cái thủ Bi lắp. Tham đi xuống thì Bi đang nở tham không phanh. Đang nở tham không phanh cho BB. Sau khi một lượng dân và lượng ruộng đã đủ thì Bi sẽ tăng A liên tục và bây giờ là chiếc nhà BA thứ 6 rồi. Chiếc nhà BA thứ 6 dành cho BB rồi. Nào 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 nào, có bắt vào con Y-Rex thôi. Thì bây giờ chỉ là Y-Rex tới tù 98 mà BB là người cầm cung giờ AC giáp 47E dành cho BB. Rồi tạm thời 98 vẫn chạy được. Cung giờ của sẻ cũng chỉ là cung giờ Samarian. Bi đừng bơm đồ thầu có Y chương đồng 3. Thấu màu Y chương đồng 3 vào trong nhà thằng sẻ thì đau lắm đấy. Một đồ cho thầu có thể hồi. Tạm này chúng ta càng đánh sẽ càng đi rồi. Thế nhà Bi mọc cánh thì độ bạn cũng không vào được. Mọc cánh cũng không vào được thế nhà của BB người cầm AC đâu. Vẫn tiếp tục quản U98 tạm thời bỏ qua chim sẻ. Chúng ta không cần phải vội. Độ bạn mới chính là người phải vội nâng đảo vàng của BB ạ. Ây chà chà, nâng đảo vàng luôn. Ôi lùi 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 lùi. Tạm thời lùi một tuần. Vùng BC và bắt đầu đóng BN các kiểu này nè. Trong nhà đi nhiều rừng cứ thao hút thôi. Bây giờ thì ăn rừng xấu một chút cũng không sao. Đó chim sẻ là muốn quay bắt tuần này. Quay ai sẽ được quay ai đây. Bi đang có một tuần quần trì viện là rất to lên vị trí nhà của chim sẻ. Cùng rồi thì đối đầu cũng vừa xong rồi à. Bây giờ phút thứ 28 rồi thì chim sẻ cũng sẽ là người có đổ máu được. Có đổ máu tôi được chim sẻ. Nhưng mà dù sao cũng AC nó vẫn là cái giá chất lượng hơn. Đóng y ở nhà để đủ cho BB. Bây giờ sẽ là những con đi chiêu đồng 3 của bác xe trong tay tiểu bản đầu. Kín đá một vài con chém quấy. Bây giờ nó không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Không còn ý nghĩa gì tới đủ 98 nữa rồi. Quan trọng bây giờ thế chim sẻ đáng lý giải. Tôi chưa kịp nói là thế chim sẻ nào cần mát nó phải không. Thì câu trả lời là không. Tỷ số là một đều rồi. Đấy, tỷ số là một đều. Ôi một tuần mà tụt tham đầu thì nó ơi tụt huyết áp chút nhưng mà không sao. Thế trận này tôi đã nói thì có thể cần áp được. Tỷ số là một đều. Rồi chúng ta còn chuyển sang máy quay quần. Đều.
Ờ, quay đi, quay đi. Ở này, quay đi này ơi, quay đi, quay đi, quay đi anh Thương, quay đi nào. Cố gắng quay cho nó mát một chút. Ờ, trận đấu bản lề trong giây đấu thứ 2 vẫn chưa thấy Hoàng Hải quay quân. Mic kém quá, hôm nay em cũng nhận là mic kém thật đấy em ạ, cái mic nó lởm quá. Đổi mic khác cũng không được, không biết tại mic là tại cây đây. Tiếng game thì nó bị chập chờn. Có lẽ là ôi, có quân rồi, 14-1. 14-11. Hầu là số 14 là Ca Tha. Ủa. 11. Anh em Amato bên kia thì chim sẻ nắng là người cầm số 3 Babylon. Chim sẻ là người cầm Babylon và 98 là người cầm số 16 đó chính là Maxe. Katai ya baby ba. Ok, tạm thời gọi là cầm đi. Gọi là cầm quần này. Máy của Yamato trong tay. Lúc nãy thì tiếng game nó nhỏ quá em phải tăng lên, nhưng mà tại vì cái mic này em cứ ghém mồm vào nó bị rè. Thôi tạm thời cho nhỏ tiếng game một chút vậy. Cho nhỏ tiếng game đi. Xem nào, check lại xem có ổn được không. Giảm tiếng game một chút nào. Đó, em cũng muốn đập lắm em mà, em muốn đập mic lắm nhưng mà đập thì không có cái gì mà nói. Cái mic là cái kiếm cơm bọn em mà. À, cái mic là cái kiếm cơm, người đập cái mic khác thì đập cái nồi cơm đâu. Thôi em nghĩ là tạm thời là ổn đấy, phiền phiền chấp nhận được anh em ạ. Phiền phiền chấp nhận được cái mic này. Xong kèo thì xin cho xem cái mic mới tạm vậy, có thêm đôi vòi nữa rồi bắt đầu. Ok, 4 vòi bài Kataria này rồi. Quay sang bằng máy BB người cầm nhà bắt đầu, BB có quả phụ. Điều đầu 4 con về hình như là BB hơi chết một dần rồi. Chết một dần. Phơi xương ở vị trí hai sư tử kia. Hai quả phụ rồi BB nhá. Ồ, chết một dần. Ở một bài đấu BB cũng gọi là được đấy. Hai quả phụ, quả này quả 6, quả trên là quả mấy, quả trên cũng là quả 6 luôn kìa. À, mic này là mic của em anh em nhá, mic của em không phải mic của AO. Đi làm là cũng mang mic em ạ, đi làm cũng mang cái chiếc cái đồ nghề đó. Em ổn rồi, em ổn rồi là ngon rồi. Ổn rồi là nó chỉ cần ổn là được. Ice,
Nói chuyện máy với đồng thầu trên một dần. Không sao. Chết một dần thời điểm này nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến gần đến cái việc ăn đồ của thầu đâu. Quá nhiều bằng những con dần đâu. Đầu voi cẩn thận nha. Nó quay một phát là quay thẳng bên kia đấy. Đi thầu một trận đấu có thầu là người gặp Canada 23:1. Thì lúc đó thì sẽ khỏe dành cho nhiều bạn đồng. BB nào. Trận đấu mà BB là người lên rồi muộn nhất bản đồ. Và bản bị chết dần hơi sớm. 27:1 tới từ BB. Hai chém. Đó tất nhiên là hai chém tới nhà BB chỉ có thể đánh chém thôi. Mà kín trận này thì vẫn đánh chém. Bãi vàng đây, các thời gian vàng nào. Có cái mic của em này lở mấy em nhá. Em thông cảm. Thầu vẫn chưa vào bài, thậm chí đang nhiều bạn trọng vang. Đây là một từ 18 người cầm mạng C. Thằng của số 18 thầu chết 5 dần rồi. Chết 5 dần dần kiểu bắt đầu thì bị 98 chọc vào vào. Ăn lại dần 98, cố gắng ăn lại dần của 98 đó. Bì sẽ gặp chim sẻ. Một trận đấu mà sẻ nhìn qua là cung nhà đấy. Ồ, sẻ đánh cung rồi. Sẻ đánh cung trận này. Tả sang 98, 98 đã người rồi có y. Bánh sẻ. Bãi vàng 98 đã bầu bế lại hay chưa? Ai lờ đó lựa chọn BB 98 trận này chém hay thế nhờ. Trên bãi gỗ dành cho BB. Trận đấu mà 98 đang chém rất sát thương trận này. Rất sát thương. Ôi đồng người đi sai. Chúng ta đều là những bài lên đồi muộn. Ok, tỷ số là 1-2. Chúng sẽ phải là người đi gỡ. Rồi, gỡ nào 1-2. Quay quân. Quay này ơi. Mở 6-7 là cái gì đây? Ok, hit full. À, hit full là bên kia, nhầm, xin lỗi anh em. Bên mình là Greg và Maxi. Bên mình là bên trái. Yes. Thầu cầm Greg. Chém siêu siêu cùi.
Bi là người cầm mạng C. GX Mark còn bên kia là Hit và Phô. 6 thật thật là có khi là sẽ xúc xích quay quần đấy, xúc xích đi ra nhá, có khi là như vậy đấy. Mark C, BB và Greg trong này thì hoàn toàn bên kia là Hit và Phô. Phô chị em Hit cùng thế siêu siêu mắc binh. Trận đấu mà chúng ta bắt buộc phải thắng. Ở đây bãi quả đầu 6 cây dành cho Mark C. Rồi 46 qua quả 7 có một cây nó sát rừng rồi. Tiểu bản đầu nào. Em được cầm Greg thôi. Quả 6 đôi 46 và 7 vẫn 7 cây này. Hai quả 7. Map có xe rồi. Ôi bài đẹp lên ngô bòm thì cho làm gì nữa. Cửa biết nó sẽ chỉ là bài siêu siêu đẹp. Lực khỏe. Ôm bóng tổng lực bên kia đồ. Những bước đầu tiên dành cho Greg trong tay tiểu bản đầu. Điều đầu chưa thấy. Ở đây là bầy hươu tới tiểu bản đầu này. Đây là một bầy hươu. Nhìn qua cái bài của Greg này nó thấy cá lởm đi, giò tích cực lên. Giò tích cực lên. Cảm giác nó hơi rách rách gì đấy. Không đổ lùa về một bầy hươu nữa. Đá hươu hai hươu lại thành một hay không. Không đổ lùa về dành cho bài của Greg này. Đây là BB người cầm Mark C. Bây giờ dùng 2 dân để cơ cấu 1 bầy yêu đôi 4 và 7 con kìa. Có thấy nhà Mark C khá khung đấy. Cũng hay không thì nó cũng chỉ là Mark C thôi. Trận đấu chúng ta là người cầm Mark thì mình nghĩ có hit. Cứ trận nào cầm Mark mình có hit nhỉ. Trước khi thầu cầm Mark thì mình cũng có một con hit thì trong tay xin xẻ nắng. Quần nó đang bị hơi khắc. Nó vậy thấy rất khắc thì đúng hơn. Được rồi thì có lạc đà của Valencia nó có cũng giờ của ET. Khắc độc lực rồi. Yêu đầu đổi sử tử. Có rồi rồi. Đủ đồ dành cho BB. Cái vị trí kia này đã có kín hay không? Kín hay không? Hơi rộng. Được. Bì có người ra. Liệu Bì có đánh thẳng cùng A hay không? Liệu mình đánh thẳng cùng A nào? Đánh chém thì chưa chắc là chém được cái gì đâu Bì ạ. Thôi đánh thẳng cùng A đi. Liệu mình đánh thẳng cùng A được không? Chắc là đúng đấy. Đi qua được. Cái gỗ kia nó vẫn ở. Rồi, xin phép tất cả anh em đi uống ngậm nước đây. Isa. Homus.
Thomas. Vừa đi alo em vừa đi uống nước, em tiếng vòi húc ở đâu à? Tiếng vòi húc gì ở đây? Nó ở đây báo về thầu chết hay rồi. Vậy em không biết có nghe thấy hai tiếng hự hay không. Em vừa đi uống nước vào thì báo về từ 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 mưa, báo về từ từ huy mưa thì thầu chết nhẹ nhàng hai giật. Và em vào máy thầu đây em ơi, đây thầu đây, thầu của anh em đây. Đấu thầu vị 9, đó là 9 trong đời 2, đi 9 tháng trọng rồi. Tuyệt vời, nhà thầu vẫn chưa lên được đời, vẫn chưa đóng xong được điều kiện để có thể đến rồi. Thực cũng chưa đủ luôn. Cuối 11 dành cho bài tiểu bàn thầu. Cuối 11. Đi nào. Bì vẫn là người đánh chém thôi, gần Bì coi như là thầu không thi đấu mà 98 đã người đời xong, tỷ số là 1-3 gãy C2. Một xe đấu mà quần bài nó không ủng hộ các game thủ của Bì Club, không sao cả, tỷ số đã là 1 đều với C. Thắng trận hòa C. Dù sao quần trận này quần nó cũng khó, thầu có công chết dần thì quần nó vẫn khó thôi. Cấm Sơn quay nhá, cấm Sơn xúc xích quay, Sơn xúc xích mà quay thì chặt chân không cho vào phòng luôn. Ờ quay đi Hải ơi, quay đi em. Quay đi, quay đi, quay đi, quay đi tí mời uống nước again nào, again. Ôi mở 9 và 2 vẫn con Greg kìa. Pơ Greg, pơ Greg nhá. Ở bên kia lại cũng có Greg, Greg và Maxe. Được, cật. Ok, ok. Ở trận đấu mà thầu là người cầm pơ Sia. Thầu cầm pơ, còn Bi là người cầm Greg. Rồi bên kia đi. Chim sẻ nắng là người cầm Greg. Đấy, chim sẻ là người cầm Greg. Còn U98 là người cầm số 16, đó chính là Maxi. Rồi mong trận đấu mà sẽ có đột biến tới con Persia này. Nếu không đột biến thì nó đột biến nó cảm giác nó kích 9 tròn chẳng hạn. Thì chúng ta thì có lợi thế từ điểm bắt đầu một chút đấy. Còn thấy kích bình thường thì cân, cân thôi. Quả đầu bảy tới từ Persia. Thầu là người cầm pơ. Ở quay quân này nó random đây em ơi. Random thôi. Số mấy số các số đều random hết. Bên nào thì quân đẹp thì được hưởng lợi, còn bên nào thì quân xấu thì phải chịu thôi. Đỏ đen mà random. Tất cả đều random xanh chín. Đây là BB người cầm GX trận đấu này. Một trận đấu mà BB sẽ là người đánh Y. Sẽ có Y là BB thôi. Một cây gỗ gần nhà. Những bước đi đầu tiên dành cho GX trong tay BB. Mong bảy vở nó sẽ đẹp được trận đấu của C3. Thôi vô đầu bây giờ. Bên kia thì 98 là người Max C. Một trận đấu mà 98 thì có thể đánh khung nhà, đánh y thủ, thậm chí cũng có thể là người đánh thẳng cung A. Còn BB đồng bài đi, B vẫn sẽ là người đánh chém thôi. À cùng bài thầu vẫn sẽ được thôi. Họ lại tới tận rừng một con dân rồi, gặp đôi sư tử, thầu chết một dân từ khá sớm, một dân thứ 14 của Persian.
Tôi đang định nói với thầu một trận đấu mà thầu sẽ là người lên đời sớm, lực khỏe và một lời chuyển A để chống lại được Y bên kia. Chết một giật. Một bầy yêu dành cho ở đây. Ba sư tử cùng một chỗ. Nó thật. Ba sư tử một chỗ né né một con lại gặp hai con. Đá hiệu về rừng. Đây là bầy yêu đôi 4 và 5 con. Bi nào. Có quả phụ dành cho BB. Thiếu một đồ nữa nào, thiếu một đồ nữa để BB có thể cơ cấu ép đời tốt. Một trận đấu mà BB nó có một bầy yêu 6 thì phải nhỉ. Đôi 4, 6, một bãi quả phụ 6. Quả đầu 7. Một đồ nữa thế nào, xin đôi voi BB cầu về nó mắc sao nó mắc binh. Rồi, có đồ nhá. Ôi, thôi, có voi chưa? Có voi chưa anh à, thầu ăn không? Nhưng mà cẩn thận đi ra đấy gặp ba sư tử nhá. Không, Bi là người ăn con voi này. Thầu sẽ là ăn quả à? Ờ, đóng luôn, đóng gần cũng được. Tiếc gì có lợn con. Hai voi hiệu, một hiệu. Một hiệu năm nên tiêu bản đầu. Thấy thêm gì nữa chưa nhỉ? Mười yêu nữa rồi, mười yêu nữa của tiểu bản thầu. Một trận đấu mà thầu đánh với 26 nông dân trừ 1. Quan trọng cái con trừ 1 kia nó hơi sớm. Nó hơi sớm, nó ảnh hưởng khá nhiều đến việc cơ cấu ép đời của tiểu bản thầu. May trận này thầu cầm bầu đấy. Bầu ăn hiệu bò thực nó vẫn dồn lên nhanh thôi. Rất nhanh tay, tôi cứ tưởng rằng đấy là cái BS của thầu cơ. Rẻ nhanh tất. Ôi đèn có kẹt được không nhỉ? Bò nhà đấy. Chim sẻ đang sẽ không ăn được cái mấy con hiêu bên trong kia. Một tình huống mà về là cực kỳ nhanh. Chim sẻ lớn ngớ, nếu mà ông nào không để ý là đập nổ bóng S ngay đấy. Bóng S rất, một tình huống về S rất nhanh. BB ok, một trận đấu BB kích đời được nhá. Còn thầu ăn tạ ba con sư tử vậy. Thầu vẫn chưa đóng nhà điều kiện. Chim sẻ nắng là người cầm Greg. Thế nhà của thầu là khung nhá. Ôi nó luồn dần vào trong rồi. Thằng xe nó luồn dần vào bên trong rồi. Một tình huống mà là nếu mà vẩy thì mẹ nó thì ngon. Đóng nhà bên trong đối với chim sẻ nắng. Chặt gỗ. Nào xem ấy, cái lầu ở đâu nào. Cho tê về. Tình huống mà đưa dần vào là cực kỳ nhanh đối với chim sẻ nắng. Đâu rồi, dần đâu rồi, Lực này không đủ khỏe để cho tàu có thể lên được cái giáp cho kinh tế đâu. Không đủ khỏe, Bi lên chọc ai, Bi lên chọc cọc Bi đã bị chọc. Bi đang bị U98 người cầm mang xe ở trong. Đây là vị trí nhà của U98 à. Chưa cũng hơi hơi nhiều dân với Bi đấy, chết ba lên rồi. Đang bò cái đường từ nhà tiểu bản thầu sang. Quay trở lại màn hình máy của tiểu bản thầu rồi. Thằng xẻ đâu rồi, cái lờ của nó đâu? Nó úp thẳng cái lờ mặt thằng thầu thế này. Rồi bò kín nhà mình lại. Chết rồi, tôi nhìn xẻ, đấy, lờ ở đâu đấy. Ôi, đóng một nhà tiếp theo gì đó, tôi chỉ chim sẻ nắng, bắn nhanh. Ôi, 98 lọt nhà. Persia đang bị lọt nhà kìa. Quan trọng là nhiều chim sẻ vẫn còn một dân nhá. Sẻ vẫn còn một dân đấy. Con chém nó cũng giáp đầy đủ tới từ Max C. Trận đấu mà 98 đang chém cần đổi đến thời điểm hiện tại.
Chim sẻ cũng đã bò kín, Bi vẫn chưa làm cái gì cả. Bơm đồ cho tiểu mần đâu. Cố gắng giữ dần còn ở quần nào. Đang là thủ số con 23 tới từ Persian thôi. Bò nhà lại không hơi dồn đến bao chém nữa rồi. Rồi, Bi sang cứu, Bi sang cứu. Nó chém kia. Nó chém dân sửa e kia. Sẻ bên trong, 98 rồi bên ngoài, nổ e dưới nữa. Thế nhà bò này quá rộng, Persian. Quá rộng cho Persian. Bò rộng mà nếu mà không có tay, tay mới mắc bình được. Kiểu mới đi nhiều mặt không có tay như này thì khó. Thời gian đội bạn chém về em ta ra dần sửa cũng không kịp. 22 đến từ mặt đầu thôi. Quay trở lại Bi nào. Bi 29. Bi đang cố gắng đánh khỏe. Bên kia cũng chỉ là còn GX và mang xe thôi. Cố gắng đánh khỏe. Nào có phủ tới đi chim sẻ. Có phủ đi chim sẻ trong cái hốc ăn và. Rất kinh nghiệm. Bơm đồ chân lực cho tiểu màn đầu. Mà tôi nghĩ là thầu cũng sắp lịm rồi. Thầu sắp đi rồi. Ồ, thầu đi. Thầu chính thức đi. Bảng bốt này thì Bi cũng bị chém thời điểm đầu. Bi cũng không khỏe. Ok, tỷ số là 0-1. Ôi, 0-1. Đấy, tình huống mà để xe nó luồn sang là dần nó ngay gần đấy. Rồi nếu kinh nghiệm hơn thì thầu sẽ là người bò trước và sau đó nếu giật dần về sau đó bò sau. Ờ, 0-1. Chúng ta để thua trận đầu tiên của C3. Cùng đến với màn quay quần nào. Ôi, quay đi. Quay. 13 và 2 lại GX dành cho BB. 13 là con số Roman. 13 Roman thầu cầm Rom, B cầm GX. 9 và 15. Pơ và Ban. Học đó. Pơ Ban. Bơ bàn đối từ bên kia. Chín mười lăm bơ bàn mười ba hai rồm gửi siêu mặc bình ở bên kia. Đây là Roman của tiêu bản thầu Zoom GX. Làm như thế nào để thắng được Perpan nhỉ? Câu hỏi này nó hơi khó. Tôi đợi một lúc xem một lát nữa xem có lời giải hay không. Một bãi quả đầu xấu dành cho Roman. Tiểu bản thầu nãy được GX hơi nhiều đấy này ạ. Chắc sau C1 thì Hải đi rửa tay bằng Vim rồi. Đổi bò, cho bò gần nhà GX. Có thêm voi, 4 voi này, 4 voi, 6 voi đi. Mọi quân xấu xin vài mắc binh còn cố tí, gọi là cố thôi, thì bên kia là Perpan. Một cái đấu có lẽ là chạm 3 với C em nhá, có lẽ là chạm 3 với C, đây là C đấu thứ 3, C đấu được coi là bản lề.
Ồ, có quả phụ này, bài bi là bài Greg McBean đấy. Gỗ đầu thì nó hơi xa tí, gỗ đầu gần nữa thì nó mắc hơn. Ở cái này là bình đen anh em nhé, bình đen thôi. Chứ cái này thì xanh chín rồi. Quay trên đấy thì đố các ông nào có thể can thiệp được. Còn là bình đen thôi, bình đen là chấm chịu rồi, đối 6 vòi. Tôi nói có sai đâu. Một trận đấu MG 6 vòi tới từ BB. Ôi, một mình hôm nay thiêng thật, sáng ra quên đánh răng. Thôi 6 vòi, thì bài nãy mới là cho con bơ, phải cố được không? Thôi cố anh em nhé, cố. Tiểu bản đầu nào, xin bài đẹp dành cho tiểu bản đầu được không? Roman hiện tại cũng có hiệu đầu và có một và cái bãi quả này là bãi quả mà bi. Ôi thầu sẵn người ăn quả, bi sẵn người ăn vòi. Ok. Rồi, thầu luôn cái bãi quả này. Nhiều đầu quả, thấy đồ nữa không? Có bầy yêu bên ngoài nữa, thôi không có gì cũng phải ăn đủ. Không có gì cũng phải ăn dành cho tiểu màn đầu rồi. Quay trở lại xem bị cơ cấu ép đội và chém trận này. 23 nông dân 6 vòi. Chết một trận. Bị cơ bò khá là đau tim. Nếu bài này gặp bài Pơ thì nó chém nhà rưỡi hay nhà đấy. Hôm nay chỉ là Greg thôi. Thò đá hiệu lại nào. Chìm giò cùng cánh của BB sẽ là nhà nào đây? Chim sẻ nắng U98 điểm số là cao. Chứng tỏ bên kia đây sớm thôi. Ôi, 98 dọc giò vào vị trí bãi vàng của B-Boy là rất nhanh. Rồi, kín rồi. Tọc xuyên kìa, thì bỏ qua luôn, đẩy con giò lên vị trí nhà của 98. Đây, 98 đây. 98 là người cầm Pamira trận này. Bắt đầu xóa ruộng tới từ Pamira. Con giò chúng ta là công giáp đầy đủ, nên bên kia cũng là dân bản. Chọc quấy rồi. Thầu bị chém chưa? Thầu bị xẻ nó hành hay chưa? Xẻ là người cầm bơ. À, cao xẻ nó một lời chuyển A đấy. Không, xẻ đánh thẳng cùng A khi được cầm bơ xe hạn. Rất tự tin và có cơ sở khi mà Pamira lên đời và chém lên đời sớm. Lên đời sớm chém thành cơ rồi.
Đó lý do vì sao sẽ là người cầm Persian đánh thẳng cùng A luôn. Bãi vàng kín. Vẫn còn rời bên ngoài đi chim sẻ. Không, trận đống sẻ đến kiểu vào lắm giòm à. Vào lắm giòm chim sẻ thôi. Cố lên nào. Bi nào. Bi thủ phù. Thủ phù để đỡ lại Paradan. Paradan một lát nữa nó cũng sẽ có một A. Sẽ có một A thì bắn phù tới từ U98. Vẫn đang bị quấy ở vị trí bãi gỗ này. Thầu nào. Rồi, cố ăn được dân của thằng sẻ đi, cố ăn được dân nào. Cố ăn được dân nào, đừng để tụi được công an, nó được công an là khoai đấy. Đây, thằng Hải kia nó hét to lắm rồi. Thảm lại 18 tới từ Roman đồ. Bãi gỗ, sẻ đang cố gắng bò bế, có phù phù tới từ chim sẻ. Bi bi nào, bi thang 26, bi vẫn đang giữ ở cái con thang số 26 kìa. Quân của bi thì không đấu được với U98 kìa. Vì cơ bản U98 là người cầm lạc đà pan, còn bi chỉ là những con chém cùi Greg thôi. Công vụ là nhà U98 quyết định hợp lý bơm đồ cho tiểu bản tàu, thầu có thể hồi. Chém giờ chim sẻ nhưng vẫn chưa chém được nhiều. Vẫn chưa chém được nhiều lần của chim sẻ, nắng đầu bãi vàng vẫn còn nguyên kìa. Sẻ đã ăn thực ở vị trí nào đó. Nên nhớ bên kia là Paradan sắp ruộng, mà Paradan có thể bơm được đồ cho chim sẻ nắng sắp quật. Paradan bơm đồ không mất phế. Ôi thỏ, nào đèn đi. Kiếp đèn không nhỉ. Ôi phu phu, không được. Đi 2-3, không phải là... Oh, dummy. Dummy lên nhà của... Có cũng rồi, có cũng rồi, bắn bao nhỏ rồi. Cái bài này là bài cơ bản thôi. Quan trọng chúng ta không biết lấy cái gì ra mà khắc cái bài này. Greg và Roman auto chém. Ôi phù nào. Ôi phù được con thì đấu. Phù đèn đấy nhờ. Đi 24. Cố gắng chơi phù chơi với nhà của ba mươi đàn bò kín ruộng lại. Nào bỏ tạm đi. Lạc đà pan nó di chuyển nó quá nhanh. Khiến cho tình huống xử lý chúng ta thì nó không kịp, bãi gỗ xấu quá. 20 tới từ Greg thôi. Cùng giờ nhiều hơn, tới từ 98 rồi, chống phù mà chống cả y luôn. Thầu 24, thầu có sắp đôi rồi, cố gắng công được một cái ốc này của chim sẻ. Rất nhiều phù tới chim sẻ nắng, nhưng đây là sọc đôi. Liệu sẻ có đỏ đến nỗi mà sẻ phù được sọc đôi hay không? Chưa công được vị trí này. Chém bây giờ không dám vào, chém vào và là mất ngay. Phù nó có hồi mana chứ nhiều. Cố gắng ôm bom được chim sẻ nắng nào. Bi đang cố gắng công vào ruộng của 98, không dầu 98 quá chắc ruộng bơm đồ trận lực cho chim sẻ. Để 98 nó chắc ruộng nó nuôi chim sẻ thì hơi mệt đấy. Rồi tạm thời đi tàu đang có. Không có tí lợi thế nào cả, đi về chim sẻ nắng có cùng A rồi phù được hai con đi. Một con. Đó phù nữa kìa. Nghe đóng thoáng báo về có một tình huống tạt sang tới từ Paradan. Khi mà Bì đã yếu rồi thì 98 sẽ sang thôi. Và 98 nó có nhiều cung giờ lắm nhá. Đây. Tiếp tục phủ 3 con rồi, 3 con rồi, 2 con, 3 con. Phủ được 3 con rồi nhưng mà chim sẻ nắng đông cùng quá. Từ trong vẫn còn tầm 2 nhà nữa tới từ Persia chim sẻ. Thế này thế khoai rồi. Cá khoai. Yeah.
Ôi, thế trận khó rồi, quần khó quá, mặc dù bị lên sớm nhưng mà nó không để qua còn ba mươi đàn kia. Và con này chịu rồi. Tỷ số là 0-2. 0-2 trong xe đấu thứ 3. Quay trở lại mình máy quay quân nào, mong quân nó sẽ ổn luôn. Không hai xe ba. Họ quay đi, cẩn thận vào Hải ơi. Ok, lại số 2, tôi đùa đấy mà cho Son GX đùa tôi à? AC và AC. Thôi chịu rồi. Thế này tôi chịu rồi. Thôi quyết định của chúng ta đó chính là quyết luôn. Quyết luôn là như nào đây? Sao thấy ông Bi và quyết cái gì cơ mà? Ôi xì vé zip. Chúng ta là cho Son và GX. Cho Son GX đối đầu với AC Egypt. Ôi bóng này nó lên dài Yamato phôi tôi còn cố. Rồi qua cho Son, mình kia là AC và Egypt. Đây là máy của cho Son trong tay BB. Quả đầu đổi vòi. Bên này là tiểu màn thầu người cầm Greg. Không biết anh em có đếm được không, tôi đếm thì hiểu là GX mấy trận thông rồi. Mấy trận GX thông rồi. Chung kết sớm của chúng ta trong trận đấu thứ 3 mà quần nó như thế nào anh em biết. Đây là bãi quả phụ dành cho tiểu màn thầu. Egypt đánh chém thủ phủ. Đánh chém châu phủ. Và AC lần nữa thằng xẻ nó đánh chém luôn cũng nên. Đây là bầy yêu của tiểu màn thầu, lòng e nào. BB nào, quay trở lại máy của BB. Quần cá như này rồi, trận đấu ông Bi có liều mình đánh có bằng một áo hay không thì được cầm cho Son. Xem thế nhà Bi nào, đồ ăn có bóc bình hay không nào. Đây là một đôi vòi tới từ cho Son. Rồi, Bi mắc bình về đồ. Điều kia sẽ thẻ ép và có thêm một bãi quả phụ nữa dành cho Son. Nhà thì cũng có rừng đây. Đó, thêm voi này, coi voi đi. Bài Bi khỏe nhá. Sẽ đâu bị lựa chọn Bi sẽ là như nào đây. Có liều không? Liều thì cũng không biết ăn được nhiều hay không. Nhưng mà còn hơn đánh chém tôi nghĩ là đâm đầu con gói kia nó hơi khoai. Đổi voi nữa dành cho Bi. 4 voi hiều, 1 hiều và 1 quả phụ. Bài thì được, nhưng quan trọng là quân này nó không được một chút nào cả.
Vòng ngay ra tôi xin đi chết, còn Yamato có phải dễ thi đấu không? Yamato bên kia thì bóng kia thì ra tầm con Phoenicia là được. Siêu Manto. Ô 98 cùng cảnh với tiểu bản đầu, đó chính là U98 người cầm Egypt sẽ anh chém thôi. Ô 98 nó mút cái bãi quả kia kìa, đang ăn tranh bãi quả này tới từ tiểu bản đầu U98. Ô ăn tranh thêm bầy hiêu luôn. Thầu sẽ là người có vị trí đóng chiếc nhà bé đẹp hơn. Trận đấu ăn tranh như này thầu 98 được không khỏe đâu. Thôi không, quyết định của Bi đó chính là Ezra. Oh, thế trận mà lãng mạn mà tôi vẽ ra thì không được Bi áp dụng. Quyết định dâng lên úp một mặt nhà chim sẻ luôn. Úp mặt nhà chim sẻ cầm AC. Cho son đi ôm bom nhà AC. Một dần điều máu nhá, sẻ đóng nhà điều kiện kìa. Sẻ lên sớm chưa? Đừng bảo tôi mò BB nhá. Đừng bảo tôi đấy là BA nhá. Bé ai sẽ lên đồi mắc binh quá rồi, đúng rồi. Sẽ lên đồi siêu giờ không biết được cầm ấy gì. À vị trí đóng gần bãi vàng à. Sẽ... chết ngay con dần đi dần. Bị bắt con tê. Có vẫn giữ được con dần và đóng một nhà tiếp theo tới từ BB nhưng bị bắn rồi. Bị bắn rồi. Ôi khó. Khó quá, tỷ số là 0-3 trong xe đấu thứ 3. Một xe đấu mà quần nó là tịt. Tịt của tịt. Không thể thi đấu được. Vừa rồi cho lâu về gì về dịp. Trên rồi, tỷ số là 0-2 trên đấu này, bị vu ra quần.
Thôi cái bảng quân đấy nó không quan trọng em ơi, quan trọng là cái random ấy thôi, random thì nó ngẫu nhiên cả thôi. Cái bảng quân đấy thì nó ngẫu nhiên, trước kèo thì các sẽ được bọn em sẽ được cho cái bảng quân thì cứ thế mà dùng thôi. Thực ra nó không quan trọng lắm cái vị trí đấy. Rồi, bảo về mưa nghỉ không ơi. Ok, cả đầu chính thức nghỉ tại đây. 1-2. Cả đội chính thức nghỉ tại đây với tỷ số 1-2 về C. Một nữa tặng cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi ủng hộ cho Tiểu Bàn Thầu cũng như là BB. Đấy. Chào cho Tiểu Bàn Thầu BB trong buổi sáng hôm nay. Xin chào, tạm biệt tận hẹn lại tất cả anh em trong những trận đấu buổi chiều. Hôm nay chúng ta để thua. Quyết định là chúng ta sẽ là nghỉ.